Ok, hello anh em. Rất vui vì được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat trên Game Today. Đầu clip thì tôi xin được cảm ơn anh em Phát Võ. Chào mừng anh em đã trở thành hội viên mới ở kênh. Cảm ơn anh em Phát Võ rất là nhiều. Và đồng thời thì tôi cũng xin được cảm ơn anh em Hải Biếu. Anh em Hải Biếu là hội viên đạt huy hiệu 15 đầu tiên ở trên kênh Game Today. Anh em đồng thời cũng là cái người đầu tiên đăng ký hội viên ở trên kênh. Ngoài ra thì cái bộ siêu tập huy hiệu của anh em ở trên kênh Game Today phải nói thật là phải rất là khủng khiếp. Ngoài cái huy hiệu 15 hội viên ra thì anh em còn có được những cái huy hiệu như là like cho những cái clip của tôi nhiều nhất, rồi comment nhiều nhất, rồi có huy hiệu của người đăng ký lâu năm. Đấy, rồi có cả cái khoảng thời gian xem clip dành cho clip của tôi nó nhiều nhất. Và cuối cùng là được tôi thả tim nhiều nhất trong những cái comment của anh em. Rất là cảm ơn anh em Hải Biếu. Đấy, như vậy là đã quá đủ để có thể đánh giá được là anh em Hải Biếu là một trong những cái fan cứng nhất ở trên kênh. Đấy, tôi rất là thích cái hệ thống đánh giá này ở YouTube. Nó sẽ cho tôi biết là ai mới thực sự là cái người fan cứng. Đấy, còn ai chỉ là cái người mà nhận vơ. Rất nhiều ông nhận là fan của tôi 35 nhưng mà tôi check nó có cái số liệu anh em ạ. Không nào sao mà có thể bốc phét được với tôi đâu. Có ông bảo là đăng ký 35, rồi có ông bảo là thế nào nhỉ, xem tôi nhiều nhất nhưng mà tôi check fan tôi biết ngay. Làm sao mà bốc phét được với tôi. Đấy, tôi nói luôn là bốc phét. Còn ai mà coi như là đăng ký tôi lâu năm là lại xem tôi nhiều này, thả tim cho tôi nhiều, like cho tôi nhiều, hay comment là tôi biết ngay anh em ạ. Làm sao mà bốc phét được. Cái đấy thì nói chung là nó có số liệu hết rồi anh em ạ. Là cái đấy tôi đánh giá là cái việc là làm nào ưu tiên. Đấy, ưu tiên cho các cái yêu cầu làm clip này, rồi ưu tiên những cái câu hỏi đặt ra hỏi rồi tôi trả lời. Đấy, những cái người đấy tôi sẽ ưu tiên đầu tiên. Tôi vào cái comment YouTube ấy, tôi nhìn thấy những cái huy hiệu ấy, nó nhiều ấy, là tôi những cái người như thế là thường là tôi sẽ trả lời đầu tiên. Đấy, tôi sẽ vào tôi comment luôn. Đấy, thế là anh em yên tâm nhá, các anh em cứ yên tâm là mọi những cái hành động của anh em mà tương tác cho kênh ấy đều được tôi ghi nhận hết. Anh em cứ yên tâm. Không sót với ai đâu anh em nhá. Sang cái tháng tiếp theo là sẽ chào đón một bạn nữa cũng đủ 15 hội viên. Đấy là bạn Quang Trần. Bạn Quang Trần, thực ra thì bạn Quang Trần không phải là cái người thứ hai đăng ký hội viên của kênh. Đấy. Sau bạn Hải Biếu ấy là có khá nhiều anh em, nhưng mà chắc các anh em đấy đã bây giờ đã nghỉ game rồi. Thế là các anh em đã bỏ cái gói đăng ký hội viên đi. Đấy, nhưng mà cái người thứ hai mà gắn bó với tôi được 15 và là cái người thứ hai đạt cái danh hiệu hội viên 15 chính là bạn Quang Trần. Thì tôi cũng đợi đến cái ngày hôm đấy tôi lại tiếp tục vinh danh anh em Quang Trần. Cảm ơn anh em Quang Trần ở trong video nhá. Rồi. Sau 15 được mở cái đăng ký hội viên của kênh thì đã có hơn 230 anh em đăng ký hội viên. Có những cái lúc mà có anh em cũng không có đăng ký hội viên nữa, bỏ đăng ký hội viên. Có những cái lúc thì tôi được rất nhiều anh em quan tâm để đăng ký hội viên. Thì lúc nào nó cũng duy trì ở cái khoảng hơn 200 anh em đăng ký. Thì đấy là một cái điều rất là đáng mừng, rất là cảm ơn các anh em đã đăng ký hội viên. Cũng như là các anh em mà đã donate cho tôi, ủng hộ tôi về cái mặt tài chính. Cụ thể ở đây là tiền, nó rất là thực tiễn. Đấy. Chứ nhiều khi là lời khen thì chưa đủ anh em ạ. Lời khen nhiều khi là cũng chưa đủ đâu. Bởi vì kèm theo những cái lời khen nó là những cái lời chửi anh em không biết. Đấy, nhưng mà đấy thì cũng là vì là gắn bó, là bởi vì là có thể có kinh phí để duy trì phát triển kênh thì tôi mới tiếp tục làm. Chứ còn làm như vu vơ tôi không làm tiếp đâu. Đấy thì tôi cũng có một cái nguyện vọng, đấy là sắp tới là hết năm nay là được 300 anh em đăng ký hội viên. Không biết có làm được không. Tuy nhiên là cái đợt này thì cũng có rất nhiều anh em là muốn đăng ký hội viên của kênh tôi nhưng mà không đăng ký được. Cái lý do là bởi vì thế này anh em. Thực ra là anh em có nhiều anh em donate cho tôi. Nhưng mà tôi bảo anh em là anh em hãy giữ cái tiền đấy anh em đăng ký hội viên giúp tôi. Bởi vì là anh em đăng ký hội viên ấy thì anh em sẽ có mở khóa cho tôi một vài thứ ở trên kênh. Tức là cái YouTube này nó sẽ giúp tôi mở những cái tính năng khi mà cái số hội viên nó tăng lên. Chính vì thế là tôi nhờ các anh em mà nếu mà anh em có ý định donate cho tôi rồi ấy, thì anh em hãy giữ cái tiền đấy đừng donate cho tôi mà anh em hãy đăng ký hội viên đấy, giúp tôi. Đấy, ví dụ anh em đăng ký anh em donate cho tôi 100k đấy thì thôi anh em giữ cái 100k để lại anh em đăng ký cho tôi 5 tháng hội viên giúp tôi để tôi có unlock được một vài cái thứ ở trên kênh YouTube. Đấy thì tôi cũng có chia sẻ với các anh em mà đó rồi ấy, các anh em muốn donate hay là đăng ký hội viên rồi thì lại bị một cái là cái đăng ký hội viên đấy nó quá khó mà anh em không biết đăng ký như thế nào khi mà anh em không có cái thẻ visa. Thì tôi cũng nhân cái clip này tôi cũng muốn hỏi các anh em mà đã đăng ký hội viên ở trên kênh đấy,
là anh em có cách nào mà anh em có thể giúp cho các bạn ấy đăng ký hội viên ở kênh tôi được không? Bởi vì thực ra tôi cũng không biết là đăng ký hội viên nó như thế nào cả. Phải nói thật là tôi kể cả tôi chủ kênh nhưng mà tôi cũng không biết đăng ký hội viên như nào hết. Thế thì tôi hy vọng là các anh em mà đã đăng ký hội viên rồi, anh em có thể có một cái comment, vài cái comment hướng dẫn tôi, cũng như là các bạn muốn đăng ký hội viên giúp đỡ tôi, ủng hộ tôi, có thể biết được cái cách đăng ký hội viên nha anh em nhá. Bởi vì các anh em mà yêu quý tôi thì thường là không có thẻ Visa. Đấy, anh em thường anh em donate cho tôi qua tài khoản ngân hàng cũng như là donate cho tôi qua qua Momo thôi. Thì không biết là có đăng ký được bằng cái tài khoản ngân hàng hay Momo không. Thì anh em nào mà đăng ký rồi anh em có thể comment phía dưới nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Thật sự ấy, nếu mà cái việc đăng ký hội viên nó dễ dàng hơn ấy, thì tôi nghĩ là chắc chắn là cuối năm nay là nó sẽ được 300 anh em đăng ký hội viên đấy. Đấy, còn giờ cái thời điểm này này là gần như là các anh em là không biết đăng ký nên nó tăng rất là chậm. Đấy, 220 đến 230 cả tháng nay mới thêm được có 10 người đó. Đấy, thế mà có rất nhiều anh em hỏi nhưng mà không biết đăng ký như nào cả anh em ạ. Rất mong là các anh em mà đã đăng ký hội viên có thể comment giúp tôi nhá anh em nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều. Ui, ô chơi cái gì nhở? Đỏ cho nhiều đấy nhở. Bốn đỏ này. Ơ, bốn đỏ kẹp Fallen à? Bốn đỏ kẹp Fallen thì không cần Hunter nữa. Ok, up cấp lên 6. Rồi, kẹp được vào Shaman vào. Lên 7 là kẹp 2 Glacier anh em ạ. Ok, thì chúng ta chơi cái gì nhở? Bốn Glacier kết hợp với 6 kiếp Len à? Nhưng mà nếu mà thế thì không có con Lancer thì chọn này đuối lắm. Chơi bằng co 3 tiền à? Chơi bằng co 3 tiền thì phải chơi co 3 sao cơ. Berserker phải 3 sao mà cũng yếu, không mạnh. Berserker này tôi từ trước đến nay tôi đánh giá nó có cao đâu mà. Anh em thấy cái clip của tôi đánh giá Berserker là rất yếu. Ui, round này có thua không nhỉ? Ăn không? Ăn được không? Ăn được. Hay quá. Rồi, được đấy. Tôi nghĩ là không chơi 6 đỏ kết hợp với cả 4 Glacier đâu anh em ạ. Trận này có nhiều đồ bộ mạnh lắm. Trận này có bộ Warrior khá là mạnh này. Warrior hay là Aegis Seed ấy. Nhưng mà Aegis Seed thì chả thấy cái con Aegis Seed nào cả. Nên chắc là thôi, tôi không đi Aegis Seed nữa. Bây giờ ra đỏ nhiều thì chơi cái gì kết hợp với đỏ cho nó mạnh. Glacier với đỏ ra nhiều anh em ạ. Chắc là chỉ chốt một trong hai thôi. Mà đỏ thì kết hợp với cái gì cho mạnh nhỉ? Trận này chơi gót đỏ à? Cũng chưa biết được. Thôi kệ nó đi. Chúng ta cứ chơi thôi. Nó ra bài như nào thì xoay theo vậy. Chứ còn bây giờ thì cũng đang khá là mông lung. Nhưng mà nếu mà trận này nhá, theo tôi đánh giá ấy, là chơi Aegis Seed kết hợp với cả Witcher là nó rất mạnh đấy. Nó đổi sang Aegis Seed kết hợp với Witcher mà tôi chưa thấy một con cung đen nào cả. Từ đầu game đến giờ Exit chưa thấy ra. Ui mà ra ngoài thua này, khỏe thế. Khỏe thế nhờ. Chơi Clyde à? Có nên chơi Glacier không nhở? Khó nghĩ thật đấy. Thôi được rồi, thế chúng ta tính toán xem là gặp round sau gặp thằng nào đã, xong rồi tính sau vậy. Xem nào, gặp ai. Gặp thằng Sunshine. Sunshine Goblin. Yếu. Được, thôi. Không làm gì cả anh em nhá, cứ để yên thôi. Dạo gần đây thì có khá nhiều anh em cũng comment hay là nhắn tin vào trong fanpage là mong muốn là tôi tiếp tục chơi cái bản update ấy. Cái bản preview update để xem cái con tướng mới nó có mạnh như nào ấy. Tức là chơi ví dụ kết hợp với cả 6 Hunter, 6 Beat rồi thì chơi Beat. Đấy thì thực ra thì tôi cũng phải trả lời anh em luôn và tôi cũng trả lời rồi đấy. Nhưng mà tôi trả lời lại nhá, tôi nhấn mạnh lại một lần nữa là tôi không chơi nữa anh em nhá. Tôi chỉ chơi một clip để anh em biết cái con tướng mới nó như thế nào thôi. Đấy, còn sau này nếu mà nó ra bản chính thì tôi sẽ chơi nhá. Tôi nhắc, đây là nhắc lại thôi. Còn tôi đã nói rồi đấy, tôi đã nói một lần rồi. Bởi vì tôi không thích chơi một cái trận đấu mà nó rất là nhàm chán anh em hiểu không.
cái sức mạnh của con tướng, cái skill của con tướng anh em biết hết rồi. Nó chả còn gì để có thể là làm thêm cái clip về cái con tướng đấy cả, preview về cái con tướng đấy cả. Đấy, mà bây giờ làm thêm cái clip thì chơi với máy thôi, chơi với máy cả tiếng đồng hồ thì nó không hay. Và như thế nó cũng chả đánh giá được cái gì cả. Chơi máy để đánh giá cái gì đâu anh em nhá, nên là thôi, chúng ta đợi đi. Đấy, anh em cố gắng, anh em chịu khó, anh em đợi đến khi nào mà update ấy. Đấy, lúc nào bản update nó ra thì cái phiên bản chính thức thì lúc đấy tôi làm clip tôi chơi với người. Lúc đấy tôi sẽ cố gắng tôi tìm được ra những cái đội hình mạnh liên quan đến con tướng mới anh em nhá. Lúc đấy thì nó mới hay được, lúc đấy nó mới hấp dẫn được trong một clip. Đấy, mà clip hấp dẫn thì mới có nhiều người xem, nhiều người chia sẻ, nhiều người đăng ký mới. Cũng chỉ vì là có những cái clip hấp dẫn mà rồi cuối cùng là có các anh em ấy, anh em cứ giới thiệu cho bạn bè anh em, thế tự nhiên là bây giờ kênh của tôi ấy, nó cứ tăng sắp lên, tăng rất là nhanh. Đấy, cũng là vì là như thế đấy anh em ạ. Cũng là rất là cảm ơn các anh em đã chia sẻ cho bạn bè nhá anh em nhá. Rất là cảm ơn anh em rất nhiều. Rồi hết tiền lên 7 luôn anh em ạ. Rồi hết tiền lên 7 mà tôi đang chưa biết chơi gì. Vẫn chưa biết chơi gì anh em ạ. Ra một cặp sâu ở đây lên được 2 không nhỉ? Lên được 2 thì chơi cũng được, sâu đẻ được vào cũng kinh đấy anh em. Đẩy cho nó nhanh. Đẩy tốc độ trận đấu lên. Thực ra thì cái đẩy tốc độ trận đấu lên nhanh ấy nó rất là ý nghĩa nhá ở trong trận đấu đấy. Những cái round đầu thì anh em sẽ không thấy được cái ý nghĩa của nó đâu, nhưng mà một khi mà chúng ta đẩy nhanh đến cái lúc mà người chơi ấy, tầm khoảng round 20 ấy, chỉ còn có dưới 15 máu thì lúc đấy anh em mới thấy cái ý nghĩa của nó. Đấy, ý nghĩa của cái việc đẩy nhanh, kẹp càng nhiều những cái con đẻ vào càng tốt anh em ạ. Đến cái đoạn mà người ta phải xả tiền thật nhanh để người ta sống ấy, là lúc đấy là chúng ta đã thành công. Bởi vì là cái giai đoạn mà nếu mà chúng ta không đẩy nhanh đến cái giai đoạn 20-21 ấy, vẫn còn khoảng 5-60 máu, 40 máu thì lúc đấy người ta thong thả, người ta roll thôi. Người ta thong thả, người ta roll, người ta giữ 50 tiền roll thì thế nào người ta cũng form được bài. Nhưng mà nếu mà mình tăng tốc độ trận đấu lên, mình đẩy thật nhanh thì ở cái giai đoạn đấy người ta sẽ rất là cuống, người ta sẽ phải xả hết tiền. Mà một khi mà đã xả hết tiền rồi ấy, thì cái lợi tức của round tiếp theo nó sẽ không có. Và cái số tiền để mà roll dần, để form bài dần là không có. Đấy, vì người ta rất hoảng trong cái giai đoạn đấy, là người ta phải xả thật nhanh để người ta form được bài. Chính vì thế nó rất là hay ở cái chỗ là chơi những con bài mà chúng ta kẹp được vào nhiều con đẻ thì nó rất hay. Đây, ở đây tôi đẻ được thêm rất nhiều cái này. Đấy, đẩy như này mới sướng, cắt chuỗi luôn, hay quá. Mình xin nhá. Quá hợp lý. Rồi. Ui rồi. Thế này đập trứng luôn không nhở? Ây à, trông bài mạnh đấy. Đang ở chuỗi cộng 1. Đập luôn anh em ạ, đập trứng thôi. Tôi không tiếc quả trứng đâu. Đang có cộng 1 là 1 này. Thứ hai là đang gặp rất nhiều những cái người chơi đang có những cái đội hình mạnh ở phía dưới. Anh em thấy là tôi không có ngại sử dụng tiền. Ở đây tôi còn có 16 đồng thôi mà. 16 đồng đập trứng là lỗ mất mất 2 đồng nữa. Đấy, bây giờ tiền thì có 16 tiền thôi. So với những cái người còn lại anh em thấy là thọt rất nhiều đấy. Có những người mà ở level 7 mà đã 53 tiền rồi kia kìa. Chuỗi thua cộng 9. Không thấy có bất cứ ai là phá cái chuỗi kia nhỉ. Đấy mà round 16, round 15. Round 15, round 16 vẫn còn 45 máu là cũng là thành công đấy. Rồi. Dream Chop à? Chơi gì nhỉ? Kiplen kết hợp với cả Demon à? Chuyện này Kiplen kết hợp với Demon nó không được đấy. Thực ra là mà Kiplen nhá, Kiplen mà kết hợp với Demon thì trận này là ở level 10. À mà đéo được. Chơi Kiplen kết hợp với Demon thì phải có ấy cơ. Phải có Omen cơ anh em ạ. Nếu mà không có Omen là phải kẹp Wizard vào. Kẹp Wizard vào thì nó lại không mạnh. Hơi khó nghĩ nhỉ. Kiplen nhá, nếu mà 6 Kiplen mà có Omen ấy thì 6 Kiplen kết hợp với cả hai con Witcher. Hai con Witcher là ở level 8. 8 con. Còn hai con nữa thì nó sẽ là con chúa quỷ đấy là ở level 9.
Đấy, và level 10 nó sẽ là kẹp con Velom. Sau đó thì chơi Kira anh em ạ. Đúng rồi. À, nó chơi ở level 10 nó sẽ rất mạnh. Tuy nhiên trận này không có Bad Omen thì lại phải kẹp thêm hai con Wizard vào. Hai con Wizard vào là mất bố nó 2 slot rồi. Tức là nếu mà muốn chơi 6 Kepland là phải chơi ở level 7. Chơi ở level 7 mới được. Xong kẹp hai con Witcher là ở level 9. Level 10 là kẹp thêm con 7 vào, vậy là hết. Không kẹp được con Velom. Không kẹp được Velom sẽ mất Kira. Thế thì yếu lắm anh em ạ, không chơi được. Không nha anh em nhá, trận này không có Omen. Phải có Omen mới chơi được thế anh em ạ. Nha, phải tính một cái đội hình khác đi. Thôi thì tạm thời thì cái con Fallen Witcher này chơi tạm vậy. Anh em ạ, chơi tạm. Lấy chuôi cái đã. Ok, hay lắm. Có chuỗi rồi. Được rồi. Chơi gì nhỉ? Không chơi đỏ nha anh em nhá. Trận này chắc không chơi Kepland nữa. Nên là thôi không mua con Squidman. Giờ gặp cái thằng Teppy kia cắt chuỗi lốt. Ok không? Cho xin cái chuỗi đi nào. Tôi nghĩ là thôi, cứ giữ ở 7, không cần lên 8 đâu. Thế này vẫn mạnh rồi. Thế này đủ mạnh rồi. Lên 8 ra kẹp vào cũng không gia tăng được nhiều sức mạnh lắm anh em ạ. X-Men này, thằng này nhiều tiền này. Đừng bảo thua này nhá. Không, không thua được, không thua được. Đội hình nó không có đam, đội hình nó không có đam. Già mãi tung một trưởng kìa. Chưa có 6 mét anh em ạ, thoải mái. Được. Vớ vẩn X-Men đi sớm. Berserker. Chuyển sang 6 Glacier được không? 6 Glacier Demon thì lại được anh em ạ. Trận này chơi 6 Glacier Demon ở level 10. Nhưng mà chơi như thế thì nó hơi quen nhỉ. Một cái đội hình gì đấy mà nó vẫn hấp dẫn, nó hay ho hơn không? Nghĩ ra một cái gì đấy nó hay ho hơn không? Mà không phải chơi Demon không? 6 Glacier Demon kết hợp với Witcher thì nó lại quen quá nhỉ. Thế thì nó lại không hay. Rồi gặp thằng này ăn được không? Chơi beat à? Cáo 2 ạ. Vài đạn. Khả năng mất chuối là rất cao ở đây. Ăn nổi không? 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 Được không? Được không? Được không? Được không? Được không? Hay quá, hay quá, hay quá, hay quá, hay quá. Được, được. Hai lần cắt chuối anh em ơi. Ui dồi, tốt quá. Khá đấy. Được rồi, ổn rồi. Ơ, lại Berserker này. Thề. Chốt rồi, Glacier rồi này. Berserker 2 thì chắc là Glacier rồi. Round 19 này lên 8 nhỉ. Lên 8 thì kẹp cái gì vào cho nó mạnh. Thực ra lên 8 mới cho thêm được con nào nhỉ? Không được. Phải lên 9 cơ. Lên 9 luôn thì là kẹp 4 Glacier, 4 đỏ kết hợp với cả Fallen Witcher làm co đam chính thì nó mới mạnh được. Bây giờ lên 8 sức mạnh không hề gia tăng nhá. Bây giờ kẹp thêm không thêm được con nào vào đâu. Thôi anh em ạ. Đợi round 21 lên 9 luôn. Bây giờ chưa đủ tiền lên 9. Rồi. Ui gặp thằng này cũng to phết đấy. Ăn nổi không? Ăn nổi không? Ăn nổi không? Ăn nổi không? Được, 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 được. May quá. Rồi. Hay quá nhờ. Giữ được chuối. Càng. Đấy. Anh em thấy là đầu game mà tôi thọt tiền. Bây giờ tôi lại gỡ lại được 50 tiền rồi này. Rồi bây giờ dần lên 8 thôi. Đấy, round sau là lên 9. Kẹp 4 Glacier vào. Lại mạnh rồi. Ở cái round 21 thì đội hình như thế này nó lại ổn nhá anh em nhá. Ra 21 là như thế này là sẽ giữ được chuỗi. 4 Glacier, 4 Kepland. 4 Kepland thì nó đã khỏe sẵn rồi. Sau này tăng tốc đánh nữa, tăng đam. Chưa kể nếu mà ra được thêm cái con Fortuner Teller ấy, là chúng ta kẹp vào đây là 2 giữ máu nữa. Thì phải nói là rất ổn áp để dần dần áp lên 10 luôn anh em ạ.
không cần phải nói nhiều. Với cái số máu là 96 máu như thế này ấy, mà kẹp được hai con Echo vào thì không phải làm gì nhiều đâu. Cứ ấn 7 cấp thôi. Ok. Rồi, chốt đồ phát đã. Bây giờ cần cái Blink. Thiếu cái Blink. Rồi, thôi lên 9 luôn anh em ạ. 4 Glacier này. Và level 9. Ok. Rồi. Cho con Swordman này lên 2 sao ấy, xong rồi thay con Skull Hunter ra anh em ạ. Là chúng ta còn có thêm kẹp thêm được cả bộ Warrior nữa. Tức là chúng ta có 4 Glacier này. 4 Glacier, 4 Kepland, 3 Warrior, 2 Shaman. Đấy. Khỏe. Trận này có cả Exit. À đúng rồi. Mà trận này thì thế nào mà chả có người chơi Exit. Ôi nhưng mà thua không? Ui thì chết rồi, thua luôn à? Ôi giời ơi. Thua luôn. Vừa mới up lên 9 thua luôn ạ. Nhưng mà thằng này nó xả hết tiền. Vãi đái thật. Thôi cũng được. Thua cho cái người mà phải xả hết tiền thì cũng ok. Chấp nhận, chấp nhận, chấp nhận. Nó xả hết tiền mà. Xả hết tiền để cắt chuỗi mà. Rồi thế thôi. Bây giờ ngồi im nữa anh em nhé. Không làm gì cả. Không làm gì cả. Lên 10 đó. Bây giờ tích 50 tiền xong up dần lên 10. Khoảng round 29 lên 10 là vừa anh em ạ. Đấy, trong lúc đấy thì đốt máu dần. Đốt máu dần kiếm mấy cục máu cũng được. Tầm này thì sẽ có những cái nhà mà người ta sẽ phải xả tiền để người ta form đội hình rồi. Đấy anh em thấy tôi là đúng không? Tôi đã nói rồi, khi mà anh em đẩy ở cái giai đoạn đầu ấy, anh em cố gắng anh kẹp vào mấy cái con nó đẻ ấy. Thấy không? Bây giờ mấy cái người ở phía dưới người ta đánh cực kỳ vội luôn. Tức là máu đã xuống thấp như thế rồi là bắt buộc là phải xả hết tiền để chốt lại. Không là toang. Đấy, phải xả hết tiền để giữ lại máu. Đấy, có thằng đi luôn rồi kìa. Anh em thấy tốc độ trận đấu chưa? Gặp beat Teppy chơi beat nó đẩy cho đi luôn. Thấy chưa? Mấy cái bộ đẻ nó kinh lắm anh em ạ. Gặp những cái trận đấu mà chỉ cần nhá có khoảng hai ông chơi đẻ đến ba ông chơi đẻ trở lên thôi mà cả ba ông đấy mà đều xanh ấy thì thôi xác định luôn anh em ạ. Xác định luôn là nếu mà ví dụ ba nhà chơi beat này hay là ba nhà chơi siêu đẻ, ví dụ như là chơi cái bộ Greater ấy. Bộ Greater ông kẹp cây kẹp Skull Hunter 3 sao vào thì ui rồi ôi nó đẩy cho. Trong cái trường hợp mà nó là xanh ấy nhá thì chắc chắn là nếu mà đánh ở chuỗi mà đẩy thì thôi rồi luôn. Mấy cái nhà dưới xác định nhá anh em nhá, xác định luôn là không có cái cửa lật kèo đâu, Echo là Echo đến chết. Đấy, vừa lấy cái thằng X-Men cái Echo đúng không? Cũng sắp chết rồi kìa. Đâu phải là đơn giản đâu. Echo nhưng mà máu nó tụt thấp quá rồi ấy. Và đến cái lúc mà cuống là phải xả hết tiền là không phong kiểu đội hình anh em ạ. Nhất là kiểu xả một mạch hết tiền luôn nó cực kỳ nguy hiểm. Đây này, trận này còn có cả Insect đây này. Đúng không? Tao chơi Insect mà. Thế tốc độ trận đấu nó đẩy nó dễ dần rất là kinh khủng. Cực căng luôn. Đấy mà phải thằng nào form được cái đội hình mạnh thì nó mới gọi là giữ được máu. Chứ còn thường những cái người Echo là những cái người mà bị bung nó là đầu tiên. Toang đầu tiên luôn. Mất quá nhiều máu ở giai đoạn đầu ở giữa game. Ui rồi ôi, ra 24 hai thằng đi rồi kìa. Bây giờ cứ mỗi nào một thằng đi. Nói thế cho nhanh. Còn lại là cái nhà Beat là nhà top 2. Rồi nhà Insectoid. Đẩy khá là căng. Ok. Mà bây giờ tạm thời cho tôi bỏ Berserker ra, tôi cho cái con Fortuner Teller vào. Anh em ạ, có Fortuner Teller bỏ vào giữ máu. Bây giờ tôi cũng sẽ bị đẩy kinh nếu mà gặp mấy thằng Beat ấy. Đây là ai, ui gặp Beat này. Gặp thằng này chắc là bị đẩy căng này. Tầm này Beat mạnh rồi. Nhèo ơi, nó còn đẩy thêm cả, nó còn bỏ vào thêm, ui ác thế. Squire cho vào kìa. Vai cứ đẩy nhiều thế. Ui rồi ôi, 14 máu. May quá, cái quyết định rất hợp lý của tôi. Tôi mới kẹp vào con Echo vào. Rồi, thôi nói chung là 26 lên 10 chưa nhỉ? 26 lên 10 luôn cũng được đấy nhỉ. 26 lên 10 thì 6 Glacier. Ờ 6 Glacier 4 đỏ luôn. Vứt con Fallen đi được đấy. Anh em ạ. Nhưng mà vấn đề là nếu mà vứt Fallen đi thì co bây giờ là 1 sao à? Co bây giờ là Berserker thì mới 1 sao thôi, vẫn chưa ổn lắm. Bây giờ phải cho Berserker lên 2 thì mới chơi được kiểu thế.
Đấy, còn bây giờ con này nó lên 2 sao thì nó vẫn tín hơn chứ nhỉ, đúng không? Fallen Witcher lên 2 sao rõ ràng là đam to, đánh xuyên giáp. Đánh xuyên giáp lại còn một lần đổi máu nữa, sống sót được dai ở trong combat. Đam to máu nhiều. Mặc dù là tốc đánh thì nó không bằng được 6 Glacier đấy, nhưng mà đam thì to hơn. 6 Glacier co 1 sao thì đam lại bé. À đây rồi, ui giời được quá nhở. Ừ, trời ơi, đúng lúc tôi cần thì nó ra anh em ạ, thế được rồi. Ui giời, hợp lý quá. Nhưng mà thực ra đến bây giờ tôi lại nghĩ lại rồi, việc gì mà phải lên 10 luôn nhở, đúng không? Bây giờ thực ra thì bây giờ đâu có chuỗi thắng gì đâu, máu thì còn nhiều thì đâu phải vội đâu, đâu phải vội lên 10 luôn đâu, đúng không? Ừ, thôi lấy cái Berlin cho Fallen cho nó đánh đã anh em ạ. Fallen 2 sao vứt đi phí lắm, nó cứ để ở 9 thôi, lên dần lên 10 thôi anh em ạ. 29 lên 10 là vừa, 29 lên 10 là vừa, 29 lên 10 cho nó đúng thời điểm. Còn 26 nó hơi sớm, lên 10 ở đâu 26 hơi sớm, mà 29 lên 10 thì nó cũng tròn tiền. Đấy, thôi để thế này đi, để thế này thì thực ra nếu mà thua thì có hai con eco là giữ máu cho tôi rồi. Tôi nghĩ là cũng không mất nhiều máu đâu, gặp Insectoid này. Vãi đái thật. Insectoid nhưng mà lại chơi cái con ấy à? Mèo kẹp Insectoid cả sói cả gì, ôi, trông giống cái bộ của tôi ấy nhỉ. Trông đẻ kinh thế này. Mèo ơi, mẹ ơi, kinh tê. Bao nhiêu máu đây? Vãi đái 20 máu ạ. Velomancer. Chưa thấy chúa quỷ anh em ạ. Kẹp Velomancer tạm vào đã. Không biết có ra chúa quỷ không ấy. Ra chúa quỷ thì chơi Glacier kết hợp Demon thì nó cũng mạnh. Nhưng mà nếu mà không ra chúa quỷ thì sao? 4 Warlock, 6 Glacier, 4 Warlock đúng không? Ở level 9 đã chơi rồi. Được. Nên level 10 kẹp Beat nữa. Trận này có ngộ không? Chơi được. Ok. Trận này toàn Beat với cả Insect thả làm nó đẩy kinh khủng thế này. Và một thằng là chơi Ego Seed kết hợp với cả con 7 à. Đây thằng này Ego Seed kết hợp với 7. Cũng mạnh đấy. Cũng mạnh đấy, cũng mạnh đấy. Ồ, ồ, tôi vẫn thắng cơ. Ở đâu, đã thắng đâu? Phải giết được con 7 mới thắng được. Giết 7, giết 7, giết 7, giết 7, giết 7. Giết được không, giết được không, giết được không, giết được không. Ờ, lọt một con thôi. Ờ, cũng được. Cái bộ đấy nó phải lên 10 cơ anh em ạ. Mặc dù là ra là con 7 đấy, nhưng mà phải lên 10 mới chơi được. Cái bộ Aegir Seed Witcher là phải chơi ở level 10 cơ. Thằng đấy nó bây giờ level 9 hết tiền rồi. Biết tại sao anh em? Đẩy kinh quá, đéo dám giữ tiền lên 10, sắp chết rồi mà. Quả đấy là phải roll hết tiền mới ra con 7 đấy. Thằng ấy sắp chết rồi. À, đội hình mà nó không đủ 10 là đội hình đấy toang. Đội hình Aegir Seed này là phải lên 10, kẹp 3 Witcher vào. Cái kiếm 3 Witcher kẹp vào thì là 4, kết hợp 4 Witcher kết hợp với cả Aegir Seed. Đấy, nhưng mà thằng này nó lại chỉ form được ở level 9 thôi, thế toang rồi. Sắp toang rồi đấy. Nên nhớ là ở trận đấu này có tới tận 2 thằng chơi Beat và 1 thằng chơi Insect. À, cái thằng chơi Insect nhá, là nó gặp cái thằng Aegir Seed nó đẩy cực kỳ kinh khủng. Rồi, xác định là Kamchek này sẽ là cái người ra đi tiếp theo. Tôi thì còn lâu tôi mới đi. 59 máu, đến nó giờ nó mới chết được. Đây. Gặp thằng Beat này. Gặp thằng Beat này cũng kinh đấy nhở. Nhưng mà hình như chưa đủ bộ đấy bà. Hình như là chơi 4 Beat. Chơi 4 Beat thì tôi có ăn không? Chắc là tôi cũng không ăn ở đâu. 4 Beat mạnh à. Kẹp thêm Fallen Witcher vào. Vấn đề nó ở cái con cây 3 ấy. Không ăn được. Úi dồi, lại còn đẻ thêm nữa. Chán thế nhờ. Ấy, thằng này nó còn đang có chuỗi này. Tức là cái thằng này nó còn ăn được cả cái thằng 6 Beat luôn. Ghê thật. Cái thằng 4 Beat nó còn ăn được cả thằng 6 Beat luôn. Và nó đang có cái chuỗi. Chuỗi cộng 5 luôn kìa. Rồi 29 rồi, lên 10 đó. Đấy, như này này là ổn rồi đúng không anh em? Thế này là ổn đấy chứ. 6 Glacier, 6 Glacier 4 đỏ. Hợp lý chưa? Xong rồi chúng ta sẽ chuyển dần về là chơi 6 Glacier 4 Warlock anh em ạ. Warlock nó sẽ kẹp thêm Beat, nó sẽ khỏe hơn, đam nó to hơn.
đỏ này thực ra là nó chỉ nhây nhây nó giữ máu của tôi thôi, chứ còn về sức mạnh đội hình thì nó sẽ không kết thúc cái bọn Beat nhanh được đâu. Bọn đỏ này, bọn đỏ này, này mà tí nữa gặp cái bọn Beat ấy, bọn 6 Beat là sẽ toang đấy, nó stack đam thì không đỡ rồi đâu. Chúng ta phải kết thúc đối thủ nhanh. Ui chết rồi, gặp thằng này thì liệu có ăn thua không? Berserker cố lên, Berserker clear bớt đi, clear bớt đi, trông nhiều quá. Ui, ui được không, được không, được không, được không, được không, ơ lại được rồi, lại được rồi, ơ được quá, được quá, được quá, được quá, được quá. Ăn này, hay quá. 6 Glacier có khác, clear nhanh thật. Ok. Rồi, thêm con Velom nữa nhỉ. Ồ, cho xin thêm con Velom nữa đi. Rồi, từ từ đã. Bây giờ nha, mà một con Velom nữa thôi thì tôi sẽ dồn đồ cho Velom. Ờ, cũng được. Velom đánh cũng kinh mà. Tôi nghe nói là con Velom này khỏe lắm. Rồi, tí nữa ra nhá, lên 2 sao thử xem cho anh em xem nó có khỏe không vậy. Cho xem sức mạnh của Velom. Nghe nói là Velom Master với cái chảy của anh ta có cái bí kỹ dã thịt kinh lắm. Không biết là nó sẽ như nào nhỉ? Dã thịt nhưng mà nó lại tăng tốc bằng cái bộ 6 Glacier tăng tốc dã thịt lên thì chắc chắn nó sẽ là máy phay thịt rồi. Không biết là cái máy phay thịt này nó sẽ như nào đấy. Nghe nói là nó sẽ được hưởng cái hiệu ứng không bị giới hạn. Không bị giới hạn bởi cái giới hạn tốc độ. Bình thường giới hạn tốc độ các cái con khác ấy, nó đánh mắc ấy, mắc tốc độ nó chỉ lên được 0.2 thôi. Nhưng riêng con này nó lên được 0.1. Đấy. Thì chắc là tốc độ của nó rất là kinh khủng. 0.1 có nghĩa là như nào? 0.1 có nghĩa là một giây đập được 10 phát. 10 phát dã chảy. Cười nhớ ấy. Rồi. Để thử em nha anh em nhá. Rô nào. Velom. Velom. Không có. Có máy bay này. Mua luôn. Máy bay này phải chơi. Tí nữa kẹp ở level 10 kẹp máy bay vào anh em ạ. Máy bay 5 tiền là phải chơi rồi. Nói chung là cứ 5 tiền mà chơi thôi. Kể cả là Squire 5 tiền 2 sao thì cũng chơi, chơi hết anh em nhá. Còn là mạnh hơn thì chơi. Trận này là không có Lancer nên là vẫn phải phụ thuộc vào mấy con 5 tiền anh em ạ. 5 tiền ở trong bộ khác kẹp vào. Ui thằng này trông to đấy nhờ. Mẹ ơi nhìn nó đẩy tôi kìa. Chết tôi rồi. Phải đài ạ, đẩy nhiều thế. Clear body, clear body. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Ui, được đấy. Giảm đi được một chút. Rồi, thế là được rồi. Mất 14 máu. Ủa, à, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Velom. Chuyện này chơi con Velom luôn anh em nhá. Được không? Tôi đập trứng cho Velom này. Tôi sẽ đưa cái con Velom này lên 3 sao anh em ạ. Ok. Rồi, bán hết đỏ này thôi. Hôm nay bán hết đỏ này thôi. Rồi, bán hết đỏ đi cho Beat vào. Cho Warlock vào. 3 Warlock này. Rồi, bây giờ dồn đồ cho Velom xem nó đấm nhá anh em nhá. Rồi, dồn hết đồ cho Velom. Ok. Rồi, đủ chưa? Đủ rồi. Rồi. Ok. Cần nhớ là heo. Cho máy bay vào này, cho máy bay luôn anh em ạ. Ok. Vậy là chúng ta đã form được đội hình nhá anh em nhá. Để xem nào, 6 Glacier xong lại kết hợp với Velomancer. Đấy, cái tốc đánh lên 0.1. Chắc là cũng ghê đấy. Nào. Blink. Ui ôi. Máy dập à, máy dập à. Phải đái. Ui dồi ôi. Rồi anh em ơi, đúng là máy xay thịt rồi. Mẹ vãi cứt thật. Trông đấm lực thế nhờ. Hùng hằng thật. Nghe cứ bùm bốp ấy. Ôi, đập trông dã man thật. Đúng quả 10 phát trên giây. Một giây đập được 10 phát. Cứ bập 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 bập. Giống hết như máy dập thịt ấy. Căng thật. Rồi từ từ đã anh em, dừng lại chút. Ghép đồ nè, ghép cái đây, cái gậy gai chống hồi máu đã. Rồi, ghép cái giáp băng. Giáp băng đi. Ok, giáp băng cho máy bay này. Rồi, ok. Ơ? Tây A Mo Tuấn. Ơ? Vãi cứt fan game today à? Nó bảo nó yêu tôi bằng tiếng Tây Ban Nha kìa anh em ơi.
Ui ôi. Ui ôi, đập. Ui trời ơi, đập con cáo kìa. Người đàn ông lực điền vào con cáo may mắn à, dã man thật sự. Vãi cứt thật. Mẹ, máu của đối thủ bây giờ là mỗi round là mất 15 máu rồi kìa anh em ơi. Thế này là tôi đang giành lợi thế đây này, khỏe quá nhờ. Đập căng đấy, đập cứ bốp bốp. Nghe chồng như kiểu mẹ, mình bị dã thịt ấy, căng thật. Xin con máy bay. Máy bay. Ở đây rồi. Hay quá. Máy bay lên được 2 rồi. Trong khi đấy cái con Grand Herat của tôi vẫn 1 sao anh em ạ. Dã man. Ôi là trận đấu này nhá, cái con viên lòng tôi nó còn chưa có cái chém lan đấy. Thế mà chồng anh em chồng có đập lực điền không? Ôi, đập. Vãi. Đúng là tốc độ 0.1 của các anh em ạ. À. Mẹ ơi, nó clear nhanh vãi cứt. Thôi, không chơi 7 nữa anh em ạ. À. Tôi thấy cái con Velom này nó tín hơn con 7 rồi. Thôi, để đấy để cho Velom lên 3 sao thôi anh em ạ. À. Tầm này Velom 3 sao thôi. Còn thiếu bao nhiêu con nhỉ? Thiếu ở đây là tôi có 4 con rồi này. Và một quả trứng tức là 5 con. Vậy là chúng ta còn thiếu 4 con nữa. 4 con Velom nữa. Ok, còn 4 con nữa thôi. Rồi. Tiếc nhỉ, không có cái chém lan. Tôi vẫn cần còn một con dao nữa ấy. Bây giờ có con dao này, ghép cái chém lan. Ở đây là có cái chém lan 1 thôi cũng được. Nhưng mà chắc chắn là nó sẽ clear nhanh hơn nhiều. Đây là cái chém lan 1 thôi. Đấy, hoặc là round này mà ra được cái gì, cái chén thánh à. Lấy cái gì nhỉ? Không có chiến thắng, lấy cướp điên. Ồ, cướp điên cũng được, cướp điên mạnh mà. Rồi, đối thủ bây giờ còn nói chung là cái tầm máu này thì tôi nghĩ là đối thủ vẫn đang tưởng như là coi như là vẫn còn sống dai lắm đấy, nên là chưa thấy coi như là giữ tiền vẫn thấy giữ tiền, chưa thấy xả tiền. Đấy, nhưng mà cái tầm này tôi nhìn thấy trông giống như là 2 round nữa là bay màu ở đấy. Nhìn trông 38 máu mà ông vẫn còn giữ 50 tiền là sao nhỉ? Định áp lên 10 à? Hay sao? Hay là như nào bạn ơi? Ui mẹ ơi, nhìn nó đỡ cáo kìa. Phọt. Trông đập con cáo trông mẹ trông dã như kiểu lắt bấy người con cáo ấy, thịt nó lắt như tươm rồi. Rồi bây giờ tôi roll nốt cái con Velom Master 3 sao đây. Khả năng là round sau là đi. Velom. Đây rồi. 3 con nữa. Một không này lấy không? Lấy luôn. Velom đâu? Ơ kìa. Ôi tôi chết mẹ, hết tiền rồi. Thôi anh em ạ, không đủ. 3 Velom, không đủ anh em ạ. Thôi được rồi. Hy vọng là này là vẫn còn sống, 20 máu mà chắc chưa chết được đâu. Ui ôi, chết luôn. Phải, vào vừa rồi đẩy mất 22 máu. Ui mẹ ơi, 22 máu trong cái đội hình này á. Phải, không thể tin được một cái bộ Glacier mà đẩy cái bộ Vít đi 22 máu á. Nếu hiểu kiểu gì, tôi cứ nghĩ là nó sống thêm được một round nữa cơ. Để round sau tôi roll nốt cơ. Đối thủ mẹ chết nhanh quá. Công nhận cái con Velom nó đập kinh thật đấy. Không ngờ luôn đấy. Rồi, anh em thấy hay để lại tôi một like. Anh em chưa đăng ký, có thể đăng ký kênh để xem các clip khác của tôi. Nếu có thời gian, anh em có thể chọn clip bên trái để xem tôi chơi cũng là bộ 6 Glacier nhưng mà kết hợp với cả Demon và Witcher nó mạnh như thế nào khi mà tôi dồn đồ hết cho chúa quỷ. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem cái bộ 6 Glacier tối thượng khi mà kết hợp với 6 bit anh em nhá, hay lắm. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc hoặc link ở dưới phần mô tả của video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.